Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì hiện tại mình đang có mặt tại bãi xe cuốc ở Châu Thành các bạn, bãi xe cuốc Anh Hùng á. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề em yêu khoa học nha. Thì nói chung là cũng khá lâu rồi mình không có chế cháo gì hết trơn các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn mình chế một cái cục tắt máy điện mà tích hợp bên trong cái ổ khóa đề rồi các bạn. Có nghĩa là mình khi mình bật chìa khóa lên, mình đề muốn tắt máy thì chỉ cần tắt chìa khóa là tắt máy thôi, tích hợp sẵn luôn để tránh trường hợp tài xế tắt máy mà bấm nút rồi kéo dây gì đó, quên tắt chìa khóa sẽ bị ngâm điện và mau hết bình nha các bạn. Thì mình có đặt một cái cục tắt máy điện rồi, để bây giờ mình sẽ khui ra thì mời các bạn cùng khám phá với mình nha. Ok, ngày hôm nay thì hàng mình đặt đã về tới nha các bạn. Đây, đây là con tắt máy điện nha. Đó, giờ mình sẽ khui hàng ra nha các bạn. Một tay quay, một tay khui. Cái giò đạp lên. Bây giờ cái con này là mình sẽ tích hợp lên trên cái ổ khóa đề luôn nha các bạn. Có nghĩa là các bạn bật cái chìa khóa lên thì nó sẽ mở heo, còn khi các bạn tắt chìa khóa là sẽ kéo cái heo về khóa dầu luôn các bạn, không cần phải bấm công tắc gì hết trơn á. Đó thì tài xế cũng không có bị quên ha. Lúc trước mình chế cái cục tắt máy nó bằng cái nút bấm các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn chạy muốn tắt máy thì các bạn phải bấm nút tương tự như này. Còn cái này thì khi bạn chạy muốn tắt máy bấm nút, còn bấm nút xong rồi cái các bạn quên tắt chìa khóa nó bị ngâm điện hết bình luôn. Một tay khó làm quá vậy. Ai. Đồ của ba, con đi vô đi cho ba làm chuyện chút nha. Đồ sửa máy của ba. Đây nha các bạn, đây là cái con tắt máy điện nè. 24V nha, cái này có loại 12V nữa nha các bạn. Nó sẽ có hai loại. Nó sẽ có hai loại nha. Một loại 24 là 12. Thì mình sẽ, hồi nãy thì mình cũng có bóc ra rồi, bóc cái đầu rắc ra rồi cho các bạn thấy rõ được 5 cái dây. 5 cái dây của nó nha, tương ứng với 5 màu, đỏ, đen, trắng, xanh, vàng nha các bạn. Thì màu đỏ này sẽ được kết nối với lại lửa. Còn màu đen thì kết nối với lại mát nha. Đó, cực âm cực dương đó các bạn. Còn dây màu xanh này là dây trung gian ha. Khi mà màu xanh này các bạn kết nối với màu trắng này á, thì nó sẽ đẩy cái dây này, đẩy cái dây này nè các bạn, cái dây này nó sẽ đẩy ra. Còn màu xanh này các bạn cho kết nối với màu vàng á, thì cái dây này sẽ rút ngược vô đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái viên pin lipo nè, pin mà mình chơi máy bay điều khiển các bạn, pin 3S. Còn cục pin này thì nó có khoảng 11V hơn. Mỗi một cell của nó là 3,7V. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối nha. Thì thằng này nó xài tới 24V lần các bạn. Tuy nhiên ở đây mình dùng một viên pin cho nó tiện. Mình đấu lên 24 cũng được, mình đấu lên hai cục pin cũng được, nhưng mà thôi đi, nó lu bu quá, dây cũng không có đủ nữa. Bây giờ mình sẽ kết nối thử nha. Ở đây thì cũng có đỏ đen tương đương với lại cộng trừ lửa mát này các bạn. Đen thì mình cho vô đen nè. Có một tay vừa quay vừa làm hơi khó nha các bạn. Cái này mình chỉ làm tượng trưng thôi, chứ khi mà đưa vô xe thì mình sẽ câu đâu đó đàng hoàng nha các bạn. Cái này mình demo thử cho bạn xem cái nguyên lý hoạt động của con motor tắt máy này thôi. Rồi, đó, đỏ qua đỏ, đen qua đen. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chập thử nha. Các bạn chú ý cái cọng dây này nha, xem nó hoạt động nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho màu xanh kết nối với màu trắng thì nó sẽ đẩy ra nha. Màu xanh kết nối với màu vàng nó sẽ rút vào. Đó, rút vào để mà kéo cái heo dầu khóa dầu lại cho tắt máy nha. Đó, xanh qua trắng thì đẩy ra để mở dầu, xanh qua vàng thì rút vào để đóng dầu lại là tắt máy. Đó, thì đây là cách đấu đơn giản nhất nha. Mình có thể dùng cái công tắc ba chân bằng inox đó. Công tắc ba chân mình sẽ đấu vô tương đương với ba cọng dây này. Cọng xanh mình cho nằm ngay giữa nha, xanh trung gian nằm ngay giữa. Còn một cách đấu thứ hai nữa, nó sẽ tích hợp lên trên cái ổ khóa đề luôn, nhưng mà cái đó thì cách đấu đó phải có thêm một con rờ le 5 chân nữa các bạn.
Bây giờ mình sẽ đi lấy con rờ le 5 chân để gắn vô cho nó chạy demo thử nha. Ok, hiện tại thì mình đã đem vô trong xe và đấu cái con rờ le 5 chân vô luôn rồi nha các bạn. Tại vì cũng có một chút việc cho nên là mình cũng hơi gấp, mình đấu vô luôn nha các bạn. Đây thì đây là cái các bạn hãy chú ý cái đầu dây của con heo tắt máy nè. Mình sẽ kích vô cho nó chạy thử các bạn xem nha. Cái này là cách thứ hai. Cách thứ nhất thì mình sử dụng công tắc ba chân, còn cách thứ hai thì mình dùng tích hợp chung với cái lại chìa khóa đề luôn nha. Khi mà mình bật cái bật chìa khóa lên cái này mình câu lộn các bạn ơi, cái này mình câu nhầm nha. Cái này là hiện tại là bật chìa khóa lên là sẽ tắt máy. Đây nè các bạn, đây mối điện này nè, để mình câu lại nha các bạn. Đây mình chút xíu nha, mình câu lại thì mình chuyển hai cọng dây này thôi, hai cọng dây này nè, cọng dây vàng với trắng qua trắng, đỏ qua vàng nha. Đó, đấu lại hai cọng đó là ok nha. Để mình đi xíu nha các bạn. Rồi hiện tại thì mình cũng đấu lại nha các bạn. Đây hai cọng này nó hơi nghịch tí xíu nha. Cọng này nè, trắng thì cho nó qua trắng, còn dây vàng bên motor thì cho qua dây đỏ của rele nha. Đó, thì như thế này là khi mình kích dây vô thì mình quay cả hai luôn cho bạn thấy nha. Đấy, như thế này cho bạn có thể thấy được cái motor và cái dây tắt máy luôn nè. Đây là cọng dây kích nè, cọng dây kích này thì mình sẽ câu lên lửa của ổ khóa. Đó, kích chịu lửa nè. Khi mà mình đề máy á, mình bật chìa khóa lên là cái nó kéo để mà mở dầu, nó nhả về để mở dầu nha. Đó, còn khi mà mình tắt máy mình buông ra là tự nó khóa về, tự nó khóa dầu và tắt máy nha. Đó, cách này thì nó tiện hơn, tài xế sẽ không bị quên nha. Đó, lúc trước thì mình xài cái công tắc bấm, tài xế bấm tắt máy xong chìa khóa quên tắt cho nên là nó bị ngâm điện, nó rất là dễ bị ma huy bình nha. Đó, đây bấm vô là nó sẽ mở dầu, các bạn nhìn kỹ cái heo dầu dưới nha. Bấm vô như thế này là mở chìa khóa đó, nó sẽ mở dầu, buông ra tắt sẽ khóa dầu lại. Rồi bây giờ sau khi mình đấu vô con rờ le, đưa vô cái chỗ này nè, cái cục này gì nữa mình sẽ để bên dưới cái miếng này nha các bạn, để chống mưa nha. Đồ điện thì mình né mưa tí xíu cho chắc ăn, cũng như cục rờ le nè, cho nó né mưa nha các bạn, tránh nước xíu để cho an tâm. Rồi mình còn dư lại ba cọng dây nha. Đó, một cọng lửa, một cọng mát và một cọng kích. Đó, một cọng lửa thì mình cho vào chân B của cái công tắc, cái ổ khóa mình đó bạn. Một cọng lửa cho vào chân B. Một cọng mát thì chúng ta, đối với xe mà không có xài cắt mát điện á, thì mình câu mát thẳng vào sườn cũng được. Còn đối với xe của mình có xài cục cắt mát điện cho nên là dây mát mình câu trực tiếp vô cọc mát của mình luôn mới được nha các bạn. Đó, còn một cọng dây nữa, đó chính là cọng dây kích. Cọng dây kích này mình sẽ câu lên ổ khóa ở chân ACC. Đó, còn ba cọng dây nha các bạn. Một chân lửa câu vào chân B của ổ khóa, một cọng dây kích câu vào chân ACC và một cọng mát câu trực tiếp vào bình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên cái buồng lái để mở công tắc ra câu điện vô thử cho bạn xem nha. Rồi thì mình cũng mới vừa mở cái hộp tay lái của mình ra. Ở đây là cái chân cổ khóa. Một dây mình câu vô chân B này các bạn. Đó. Dây này là cái dây lửa trực tiếp, lúc nào cũng có lửa. Đó. Còn một dây mình câu vô cái chân ACC. ACC là chân lửa chờ nha. Các bạn có thấy được cái chữ ACC không? Đó, ACC các bạn. Chân này nha, chỉ có hai dây thôi. Thì cọng dây này là cọng dây kích nè. Cọng dây này cọng dây lửa trực tiếp nè, lửa lúc nào cũng là lửa ở dưới bình đưa lên đây nè các bạn. Đó, lúc nào cũng có lửa hết. Rồi một cọng dây mát nữa. Cọng dây mát nữa mình câu trực tiếp với cọc mát luôn. Cọc mát của bình mà nó quay mình các bạn.
thì khi các bạn mở chìa khóa lên thì cái lửa từ đây truyền qua đây, đó, làm cho cái motor của mình nó sẽ chạy, nó nhả ra để mở dầu. Còn khi mà các bạn tắt chìa khóa lại, dặn ngắt kết nối giữa hàng này thì nó sẽ rút quá dầu. Bây giờ mình sẽ lắp nó vô lại để đề thử nha. Rồi để ý gì luôn đi. Nè, khi các bạn mở chìa khóa nha, mở chìa khóa đi, mở dầu đầy luôn. Tắt chìa khóa là tắt nha. Ok chưa, rất là tiện nha. Ok. Thì vậy là xong các bạn, rất là tiện luôn. Rồi, đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu mà muốn độ chế cái tắt máy điện cho con xe cuốc của mình tích hợp qua chìa khóa thì liên hệ với mình. Số điện thoại của mình sẽ chạy trực tiếp trên màn hình luôn. Nó sẽ có hai dòng, một dòng 12V và một dòng 24V. Các bạn nào xài xe 12 thì các bạn nói với mình là mình sẽ đặt hàng, là mình tích hợp sẵn, các bạn về chỉ việc là câu điện vô là xài thôi. Còn cái việc mà bắt phía sau á, đây mình đi xuống dưới cho các bạn xem. Cái này thì tùy mỗi bạn nha, cái này cũng dễ mà. Cái motor của mình thì mình bắt ở đây, ở dưới đây nè các bạn. Chảnh nắng chảnh mưa nha. Cục rò le của nó nằm đúng dưới này luôn nè. Cục rò le 5 chân đó. Còn cái cọng dây của nó thì đây nè các bạn, cọng dây nó nè sẽ luồn ra phía sau cái bơm. Để mình dở mình cho các bạn xem một lần nữa nha. Đây là đầu dây của nó nè. Nó luồn dòng ra phía sau bơm. Đây nè các bạn đó. Thì các bạn muốn để ở ngoài đầu đó cũng được nữa, cho đỡ nóng. Mình thì lúc đầu á mình tính để phía sau cái khu vực bơm này nè, nhưng mà máy nó lùa hơi nóng ra phía sau, nó nóng cái motor quá, mà các bạn biết rồi, cái gì mà nhiệt độ cao quá thì cũng mau hư lắm các bạn. Cho nên là mình đặt nó chỗ này vừa tránh được mưa gió, vừa giảm được độ nóng ha. Thì đây rồi, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình nha. Rồi các bạn nếu thấy thích thì cứ việc alo cho mình sẽ tích hợp sẵn về các bạn đấu ráp vô là xong ha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui sức khỏe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lúc sau nhé.